startup thì có một cái tình trạng, tức là như bạn có chia sẻ, tức là mới chỉ có ý tưởng thôi, nhưng mà luôn luôn nghĩ rằng ý tưởng của mình là một cái gì đó cực kỳ vĩ đại, mình như là một nhà phát minh, một nhà sáng chế, một nhà phát kiến, như kiểu là tìm ra một cái kỷ nguyên hay tìm ra một cái lục địa mới hoàn toàn chưa ai làm cả. Thế thì mang cái ý tưởng nó lên để kêu gọi vốn, nó sai. Thực sự rất kinh khủng, có nhiều bạn startup đến gặp tôi, kể cả trên chương trình Shark Tank cũng như là gặp riêng, rồi email là em với Shark, chúng ta sẽ làm thay đổi thế giới này. Chúng ta sẽ ví dụ như là sẽ có một đồng tiền mà dùng chung trên toàn thế giới, tất cả ngân hàng giải tán hết, không cần phải State Bank, không cần phải IMF, không cần phải World Bank làm cái gì cả, tất cả chúng ta chỉ có một đồng tiền duy nhất, tất cả mọi người đều cần nó và tất cả mọi người sẽ đóng góp. Hay là những ý tưởng về chuyện mà tóm lại là định làm những điều rất là điên rồ. Thì trong tình huống đó thì có một sách khác có nói một câu rằng là các bạn phải nghĩ đến thất bại khi các bạn làm, vì thất bại thì nó sẽ hậu quả nó xảy ra là cái gì đó, hậu quả nó xảy ra là cái gì các bạn sẽ mất. Đầu tiên là mất tiền, mất niềm tin, mất bạn bè, thậm chí có thể mất, thậm chí mất cả gia đình, thậm chí rất mất nhiều thứ khác. Phải nghĩ đến chuyện đó và để mà kéo mình xuống mặt đất, để mà mình cân nhắc cẩn trọng hơn. Thế thì trong cái tình huống như vậy thì tôi mới nói rằng là thực sự tất cả cái điều đó là cần thiết, nhưng cái điều đó nó chỉ thích hợp khi mà các bạn đang trong quá trình chuẩn bị để khởi nghiệp, tức đang lập kế hoạch. Đang lập kế hoạch thì phải tính đến tất cả những cái rủi ro, những cái thất bại để hiện thực hóa nó. Phải có phương án là nếu trong trường hợp thất bại thì mình có phương án gì để backup hay không. Thế nhưng trong thực tế là nếu như các bạn luôn luôn nhìn những cái thất bại, những cái rủi ro và những cái sợ hãi đó, các bạn sẽ không dám làm. Có đúng không? Nếu chúng ta cứ nhìn, mà đặc biệt là trong lĩnh vực startup mà thực sự là startup về công nghệ, tức là Việt Nam chúng ta đang gọi là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đấy, làm những điều mà chưa ai làm bao giờ cả. Còn nếu mà khởi nghiệp mang tính chất là giống như những người khác đã làm mà chúng ta chỉ đổi mới một chút thôi, thay thế một chút thôi, tốt hơn một chút thôi thì chưa phải thực sự là startup. Theo quan điểm của tôi là như vậy. Nếu bạn làm những điều chưa bao giờ người ta làm khác làm cả thì tỷ lệ thất bại là khá cao. Anh Bảo có nói rằng là ba mấy doanh nghiệp hay năm mấy doanh nghiệp của anh ấy thì mới được 10 doanh nghiệp là thất bại, như vậy tỷ lệ thành công của anh còn 70%, rất cao. Nhưng trong thực tế thống kê trên thế giới này toàn cầu nhé, tỷ lệ thành công đối với startup chỉ có 1/37 thôi, tức là khoảng đâu đó khoảng gần 3%, còn đâu là 97% là thất bại. Vì vậy cho nên nếu mà chúng ta đầu tư thực sự trong lĩnh vực là startup ấy, thì khả năng thất bại là rất thành công, rất cao. Nhưng nếu như chúng ta mà không nhìn thấy những cái cơ hội mà chúng ta không dám tự tin để mà chúng ta bước tới thì chúng ta sẽ luôn luôn là không dám làm. Vì vậy cho nên là tôi mới nói cái ý ở đấy có nghĩa là gì, là thực sự là chúng ta rất cần phải cân nhắc lật lên lật xuống những yếu tố thành công và thất bại, chuẩn bị những phương án backup đề phòng, nhưng khi chúng ta quyết làm thì đừng bao giờ nghĩ thất bại nữa, đúng không? Làm là đi, chứ nếu mà chúng ta làm rồi chúng ta lại nghĩ thất bại thì chúng ta sẽ thất bại thật. Bởi vì cái sự thất bại nếu nó nằm trong tâm trí chúng ta, khi chúng ta đã quyết định làm rồi thì nó sẽ luôn luôn ám ảnh và luôn luôn chúng ta sẽ nhìn vào cái phương án backup. Các bạn hình dung không ạ? Chúng ta làm nhưng chúng ta không thể quay đầu được nữa, chúng ta làm như chúng ta đã bị ném xuống nước rồi buộc phải bơi, chúng ta làm như là chúng ta chỉ có một cách, là một con đường sống mà chúng ta phải tiến tới, là chúng ta buộc phải thành công. Thì đó là cái ý tưởng của tôi khi mà nói cái câu đó. Vì vậy cho nên thực ra mà nói thì tại sao nó gây tranh cãi là vì nó phụ thuộc vào cái tình huống và cái thời điểm mà khi các bạn ra quyết định, hay trước khi ra quyết định, hay là đã ra quyết định rồi và đã tiến hành công việc rồi, thì cái lời nói nó sẽ có một cái hàm ý khác nhau theo từng cái tình huống như vậy. Cảm ơn anh Hưng.